Thưa quý vị và các bạn, Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 10 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động thiết thực chăm sóc sức khỏe tâm thần cho mọi người. Năm 2024, Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới được tổ chức với chủ đề Ưu tiên sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc. Trong xã hội hiện đại ngày nay, môi trường làm việc thường có nhịp độ nhanh, khiến người lao động gặp phải các yếu tố gây căng thẳng như khối lượng công việc nặng nề, mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Đây cũng là những yếu tố không thể xem nhẹ, vì nó tác động trực tiếp đến năng suất, hiệu quả làm việc. Trong quá trình làm việc, thì các cái yếu tố tác động đến cơ thể, tác động đến tâm sinh lý của chúng ta, đây chính là những nguyên nhân làm xuất hiện cái sự căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi và là khởi phát hoặc là làm nặng thêm các cái vấn đề về sức khỏe tâm thần. Chính vì vậy tất cả chúng ta, mỗi người cần phải nâng cao cái nhận thức về vấn đề sức khỏe tâm thần. Tất cả mọi người đều xứng đáng có được một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Do đó, hành động giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc phải cần được thực hiện từ hôm nay bằng cách đầu tư nỗ lực và nguồn lực vào các phương pháp tiếp cận và can thiệp cần thiết nhằm đảm bảo rằng mọi người lao động đều có cơ hội bình đẳng phát triển trong công việc và cuộc sống.